Chào các bạn nhé. Video này mình sẽ cho mọi người tham khảo về cái mạch Aceret trên một số dòng quạt trần của hãng Panasonic nhé. Cụ thể là trên một cái chiếc quạt trần 5 cánh mình vừa mới sửa này. Cái quạt này nó bị một cái lỗi ấy, là chập chờn lúc chạy lúc không. Và sau khi mình kiểm tra qua ấy, thì nó lại lỗi trên chính cái mạch Aceret cơ. Nên tiện thể mình sẽ làm một cái video để chia sẻ cho mọi người nhé. Do cái quạt này khách cần gấp nên trong quá trình mình làm rất là nhanh nên mình đã trả khách rồi. Mình chỉ có bật máy quay mình chụp một vài kiểu ảnh để mình có thể làm cái về cái view này cho mọi người tham khảo. Thì cái ban bệnh của nó ấy, là nó không phải là chết hẳn mà lại khách cứ tắt công tắc rồi bật thì lại thỉnh thoảng nó lại chạy bình thường, thỉnh thoảng nó lại mất. Thì mình sẽ bạn nào mà gặp cái tình trạng đấy là một, hoặc là gặp tình trạng mà nó quạt không chạy nhá, thì có thể tham khảo cái view này nhá. Thì trên màn hình đó chính là cái bo mạch của nó với 1 2 3 4 5 con chiếc kích cơ và rất nhiều tụ hạ áp, do đó nó có nhiều mức tốc độ khác nhau nhá mọi người nhá. Và sau khi mình nó do nó bị không chạy, nó như là ghim nguồn nên không có tác dụng gì cả, thì là mình kiểm tra qua thì chúng ta sẽ là đầu tiên ấy, là mình sẽ thay kiểm tra cái mức nguồn của nó. Thì thông thường ấy, cái mức các mức nguồn của nó là như thế này này mọi người này. Với dòng quạt trần của Pala nhá, thì điện áp AC vào là hai cái cọc này, một dây nó sẽ đi qua cầu chì ấy, nó sẽ đi sang bên này, thì một dây nó không có đi qua cầu chì thì nó đây và đây chính là 220 này. Thì cái điện AC 220 này nó đi qua một cái mạch hạ áp, nó sẽ hạ từ 220 thành một cái nguồn khoảng 14V DC nhá mọi người nhá. Riêng cái dòng quạt Pala nó lại như vậy, sử từ cái nguồn 14V DC đấy ấy, nó lại đi qua một cái mạch hạ áp tuyến tính sử dụng của một con tràn thuận này này để nó hạ ra thành nguồn 5V để lui cho ICV xử lý này. Thì cái nguồn 5V nó được lọc trên chính con tụ này nhá mọi người nhá. Với chiều chân dương của nó này là nằm trên một dây AC vào các bạn này, chân dương mình có vẽ đây này. Đây cái mạch khác nó sẽ rõ hơn. Dương này của cho vi xử lý ấy, nằm trên một dây AC vào, và cái mát của vi xử lý ấy, là trên cái do chính cái mạch này nó tạo ra mọi người nhá. Thì đây là dương cho IC vi xử lý này và âm này. Thì cái mạch ACDS ấy là nó sẽ lấy cái điện áp, nó sẽ nhận biết cái tần số của lưới điện đầu vào xem có phù hợp không thì mạch nó mới cho chạy nhá. Và khi lỗi, khi cái mạch này lỗi thì là con vi xử lý này nó cũng không hoạt động, không không lên nguồn, không cho chạy mọi người ạ. Thì cái ban của mình đang gặp là như vậy. Thì mình kiểm tra qua ấy, thì là nguồn 5V ở đây ok nhưng mà nó vẫn không lên. Sau mình cứ tắt bật rút điện cắm điện điện vài cái thì nó lại chạy được một lúc thì nó lại tự nó tắt mọi người nhá. Và có một cái đặc điểm ấy, vì điểm ấy là với dòng quạt Panasonic ấy, khi chúng ta ghim điện vào cái ấy, là nó sẽ chạy luôn ở một cái tốc độ ở giữa nên chúng ta sẽ biết được vi xử lý sống hay không. Khi mà nào mà mình ghim điện mà nó không chạy, bóng đèn mình làm tài giả là cái bóng đèn chiếu sáng mà cái dây đen với dây đỏ này mình thấy không thấy nó sáng thì tức là vi xử lý không chạy. Thì như vậy là mình đã kiểm tra nguồn 5V ở đây ok, mình loại trừ là một phần nguồn cấp trước của vấn đề. Và cẩn thận hơn ấy, mình đã thay thử con thạch anh 8E, con thạch anh ba chân này mình đang chỉ đây này. Và đôi khi thạch anh nó hỏng nó cũng không lên nguồn mà, thì mình thay xong thì là nó vẫn bị. Thế là sau đó là mình kiểm tra đường ACDS thì nó chỉ còn một điều kiện nữa để cho con vi xử lý này chạy, đó là ngoài nguồn 5V đã ok rồi này, thạch anh đã loại trừ và mình thay khác, thay con mới rồi này, thì như vậy chỉ còn một cái xung ACDS nữa thôi. Thì con này nó sau khi mình kiểm tra nó lỗi trên chính cái xung ACDS luôn. Thì đây mình sẽ nói cho mọi người về cái xung đường ACDS nó như thế này nhé. Điện áp AC 200 vào, 220 vào nó sẽ tới cái con C1 này nhá. Con C1 chính là đây này. Đây là một dây AC, đây là một dây AC này. Thì chúng ta để ý này, trên cái đường mà nó có cái cầu chì này, có cái cầu chì này nhá. Nó sẽ được đi hạn qua ba con điện trở 130K mọi người này. Nó sẽ đi đặt vào bên cực B của một con tran to số mọi người nhá, một con tran to số này. Thì khi mà cái dây này mà nó là nửa chu kỳ dương ấy, thì cái điện áp đưa vào đây là nửa là điện áp dương, thì con tran số này sẽ mở thông CE mọi người nhé. Thì vì nó mà mở theo cái tần số là 50 Hz nên ở đây ta sẽ thu được một cái xung vuông với tần số là 50 Hz mọi người nhé. Thì cái xung vuông ở đây ấy, nó sẽ đưa qua hạn qua một con điện trở 4,7K này để đưa thẳng vào chân 9 cho cái ICV xử lý, con ICV xử lý này. Thì con vi xử lý nó sẽ nhận thấy được có cái sự mấp mô của 50 Hz xung vuông này, thì nó sẽ là một điều kiện để cho con IC này sẽ chuyển trạng thái chạy, tức là bắt đầu cho quạt chạy bình thường ấy. Nhưng do con này nó lỗi một cái đặc điểm nó như này này,
Và đặc biệt đấy là cái nguồn là cái khi mà chạy bình thường đấy là chúng ta đo ở vị trí này nó rơi vào khoảng 2,4 V nhá. Đo đo so với mát này này, so với chân của con tụ C4, con tụ C4 chính là con tụ đây này mọi người nhá. Với dương của nó ở đây và âm của nó ở đây mọi người này. Thì mình đo được nó là khoảng 2,4 V là nó đang chạy bình thường. Nhưng thực tế ấy, là cái mạch mình đang sửa ấy, là lúc nó không chạy ấy, là mình đo được chỉ được có khoảng 1,2 V thôi. Và sau đó mình đã kênh thử con chan to số lên thì phát hiện ra là con chan di to số này nó bị dò CE. Mình đo thang đo 10K thấy CE nó dò. Như vậy là vì nó dò dẫn tới nó điện áp tại đây không phải là 2,4 V nữa mà nó tụt thấp hơn. Do đó mà cái không có cái sung ACDS đưa về cho vi xử lý, dẫn tới vi xử lý sẽ không chuyển trạng thái chạy đấy mọi người ạ. Cái hư hỏng mình gặp ấy đó là con Q2 này dò CE nhá. Nên cũng xảy ra trường hợp ấy, giả sử như con một trong ba con điện trở này bị chết đứt chẳng hạn thì cái sung dương ở đây nó không tới, dẫn tới con Q2 này không mở thì là nó cũng không có cái tần số 50 Hz đưa về cho chân chín vi xử lý thì nó cũng không chạy nhá. Do đó là hỏng hóc chúng ta phải biết biết khoanh vùng và kiểm tra những cái linh kiện liên quan đến nó nhé. Đơn giản như mình là con Q2 này bị dò thì con Q2 này nó là con chăn số, chúng ta thay chăn thường không được đâu, mà mình đã phải tháo một con Q2 trên đúng chức năng của một cái quạt trần bốn cánh. Mình có rất nhiều cái bo mạch này nó bị sét đánh quạt trần bốn cánh của Pala, nên mình đã lấy con Q2 zin trên một cái mạch khác mình lắp vào thì nó đã chạy ok. Thì như vậy chúng ta phải kiểm tra được các linh kiện khác nó, và hỏng hóc nó không phải là chỉ con Q2 này, có thể là điện trở cháy hoặc là con điện trở phân áp dương 18K này vào hỏng thì nó cũng vậy nha mọi người nhé. Bình thường khi chạy ấy, là mình đo là mạch ok ấy, mình đo ở đây là 2,4 V, bởi vì là con này nó cứ đóng nhả thì nó tạo ra một cái cân bằng điện áp, mình cứ đo được khoảng 2,4 V thôi. Còn nếu mà con diode này chập chẳng hạn, D1 này nó có tác dụng là nó khi mà ở dưới nó là nở chu kỳ dương ở dưới ấy, thì là nó sẽ thông, nó sẽ thoát qua hết nhé mọi người nhé, nó chỉ làm cho con Q2 này mở khi ở trên là dây dây nó là dương thôi. Thì con tụ này chập hoặc là con điện trở này đứt đứt, con Q2 này chết ngắt thì là ở đây nó cũng sẽ luôn là 5 V, thì cái 5 V là một cái đằng phẳng, nó không phải là sự mấp mô thì là vi xử lý nó cũng không cho phép chạy mọi người ạ. Hoặc là con Q2 này chết chập xe thì ở đây luôn là 0 V, bởi vì là 5 V nó phân áp qua 18K này nó đã đi về mát hết mà. Thì là hoặc là con điện trở này cũng bị đứt thì nó cũng làm chân chín không nhận được cái xung 50 Hz này thì là mạch nó không chạy nhá. Như vậy ấy, là qua đây chúng ta sẽ tham khảo ấy, với những một số các mạch điện tử ấy, cụ thể là trên cái quạt trần Pala này này, hoặc là như máy giặt hoặc như điều hòa ấy, mà nó có cái trên mạch điện nó có sự kích mở chiếc ấy, thì nó luôn có cái mạch nhận nhận biết cái tần số lưu điện đầu vào nhá. Mình cứ để ý, cứ cái mạch nào có chiếc tích chiếc nó sẽ có cái mạch nhận biết tần số lưới điện đầu vào. Thì giả mạch cái mạch này ấy, nó là một cái điều kiện, nó không khác gì điều kiện là phải có nguồn nuôi 5 V, phải có thạch anh dao động ok. Thì cái điều kiện là con IC vi xử lý này nhận biết được cái tần số lưới điện 50 Hz thì là nó cũng là cái điều kiện để cho mạch chạy nhá. Như vậy là qua video này mọi người tham khảo thêm một cái ban bệnh mất nguồn trên một số cái quạt trần của hãng Palasonic nhá. Nó không phải là do hỏng nguồn, hỏng thạch anh mà nói đôi khi nó lại là do hỏng cái mạch ACDS nhận biết cái tần số lưới điện đầu vào mọi người nhé. Chúng ta có thể ứng dụng trên các thiết bị mà nó có mạch kích chiếc khác, mình nó cũng vậy mọi người nhé. Mình thấy coi dòng quạt trần của Pala, quạt dòng Pala này thì nó có mạch này thôi, như của Mitsu thì nó cũng chả có mọi người ạ, do nhà sản xuất họ tối ưu họ chả sử dụng luôn. Và rất nhiều nữa những cái quạt Trung Quốc hoặc quạt Vinawin cũng thế, nó không có, nhưng riêng quạt Pala này thì mình thấy nó có nhá. Cái video của mình sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng qua video mọi người sẽ tham khảo thêm một cái mạch điện trên một cái dòng quạt nhá. Chào các bạn.